Xin chào quý khán giả của Chạy Chó Minh Tuân nhé. Chúng ta rất lâu rồi Chạy Chó Minh Tuân hôm nay tiếp tục lên một bầy cún. Và hôm nay trại mình sẽ tiêm phòng mũi 2 cho bầy cún này. Bầy cún này hiện tại là hơn 2 tháng tuổi anh em nhé. Đó, đây là thực tế là con mẹ cún này anh em ạ. Đó, bầy này mình đã cai sữa rồi nhưng mà trời rét mình sẽ tiêm hơi muộn một chút và mình vẫn rút chung cùng con mẹ để đây. Đó, một bầy cún màu đỏ hậu duệ của Aken. Trại mình sẽ tiến hành tiêm mũi 2 và đây là trại mình vẫn tiến hành duy trì vaccine của Mỹ anh em nhé. Vaccine có chế độ bảo hộ rất là cao. Đó, sau đây mình sẽ tiến hành tiêm mũi 2. Mời quý vị cùng các bạn tham khảo và lựa cho mình một chú cún tâm lý nhé. Em bắt đầu tiêm đi. Em đóng cửa con mẹ nó ra bây giờ. Cái cửa vào. Đây là một chú cún màu đỏ. Cún đực anh em nhá. Một chú cún đực rất là đẹp. Cún mẹ rất là tốt. Em quay chú cún chi tiết để anh em cùng tham khảo nào. Em có thể ngồi trong phòng bên đó, em có thể ngồi xuống. Đó. Rơi đẹp này. Có chú được. Em quay cái ngực cho anh em xem. Chân tay rất to anh em nhé. Trong lượng chú cún này rơi tầm hơn 6 cân, 6-7 cân anh em ạ. Đó, chú cún đầu tiên. Trời rét thì chạm mình sẽ tiến hành tiêm muộn hơn một chút. Bầy này lại là có 3 chú cún đực và 2 chú cún cái. Đó. Đây là một chú cún đực số 2 anh em nhé. Khi anh em bắt cún ở trại mình thì rất yên tâm về nguồn gốc của cún. Bố mẹ đều là của trại mình anh em nhé. Và trại mình là một trại nhân giống trực tiếp. Nên anh em rất là yên tâm về cái nguồn gốc này, cái lịch tiêm phòng này. Đó. Chú cún đực số 2. Chú cún đực này thì nhỏ hơn một chút, tầm 5 kg. Rồi em thả vào đi. Chế độ bảo hành của trại mình sẽ duy trì là 15 ngày anh em nhé. Một chế độ bảo hành rất là dài. Hiện tại bây giờ trại mình là một đơn vị có chế độ bảo hành tương đối dài nhất ở trên thị trường chó Maninois anh em ạ. Một chế độ bảo hành 15 ngày. 1 đổi 1 hoặc là sẽ hoàn từ 100%. Như anh em ở xa thì có thể là nhận cún rồi thanh toán với nhà xe. Nên anh em rất là yên tâm. Đây là một chú cún đực số 3. 3 chú cún đực đầu tiên. Một chú cún đực số 3. Rồi. Bầy này gần như là 100% màu đỏ vã trời anh em ạ. Rồi. Rồi. Chú cún đực này không có em trắng. Rồi, em cho vào đi. Đó. Quý khán giả đang xem video thì hãy ủng hộ trại mình bằng một lượt like nhé. Và trại mình sẽ xuất bầy cún này đồng giá là 5 triệu anh em ạ. Anh em hãy cân đối tài chính. Đây một chú cún cái anh em nhé. Chú cún cái này là cún chân đen hơn chút. Chạy mình hiện tại bây giờ đang có mấy con đang đẻ anh em nhé. Một chú cún cái. Chú cún cái này có một chút yếm ở ngực anh em ạ. Rồi, cho vào đi. Chú cún số 4 là chú cún cái. Còn một chú cún nữa. Đó. Con mẹ rồi, con mẹ lùng rất là đỏ anh em nhé. Một đỏ lửa luôn anh em ạ.
Trời hôm nay hơi là rét. Nhưng mình vẫn phải tiêm cho anh em ạ. Tụt kim à? Được rồi. Em tóm, đừng tóm ngang đấy, tóm ngang cổ đấy, tóm ngang đấy, được rồi. Em tóm ngang đấy. Đấy, tóm, đừng tóm bộ, đúng rồi, đấy. Tóm một gốc tay ấy, em chắc để gốc tay này, đây, đấy, như thế. Nhấc lên. Như vậy nó không dễ, bơm nhanh tay một chút. Bơm xong ấn tay vào thì nó không bị tụt kim. Ấn vào sát cổ nó không sợ đâu, kim ngắn không sợ vào xương đâu. Kim thoải mái. Rồi. Ok. Và chú cún số 5 đây, chú cún cái anh em nhá. Một chú cún cái màu đỏ lửa. Đây là những chú cún này chưa thay lông anh em ạ. Khi thay lông xong thì chú cún rất là đẹp. Đấy. Ok anh em. Rồi. Em cho vào đi. Đây. Giới thiệu với anh em. Những chú cún cái chuẩn bị đẻ đây này. Đây, chú cún cái không được cắn nhau này. Rách người này. Nó sỏm ra là cắn nhau đấy. Vào đây. Anh em ơi, con con này. Vậy là cũng là màu đỏ lửa anh em nhé. Đây là bầy này, đang đẻ, hiện tại vẫn bắt đầu đẻ anh em ạ. Đó, mình sẽ quay cho anh em xem. Hiện tại bầy này đang đẻ nha anh em nhé. Đó, bầy này hiện tại bầy mấy con đây. Đang đẻ mà anh chưa đếm. Đó, anh em quan tâm con giống thì hãy liên hệ với trại mình nhé. Theo số điện thoại hoặc Zola, mình ghim ở phần mô tả video hoặc là vào phần tiểu sử cá nhân của trang mình nhé. Xin chào tất cả anh em nhé.